Xin chào nha, mình tiếp tục quay trở lại với kênh Đồ Cổ Cần Thơ vào clip mới nhất vào buổi chiều tối ngày 28 tháng 4. Thì hôm nay rất vui được đồng hành và chia sẻ những sản phẩm vừa sưu tầm được cả nhà mình. Đến với clip ngày hôm nay thì bên kênh Đồ Cổ Cần Thơ của em cũng về rất là nhiều sản phẩm đẹp để giới thiệu và giao lưu cả nhà mình trong video ngày hôm nay. Và đặc biệt nhất là mã số 1 cả nhà mình ha. Đây là một mẫu đồng hồ của Pháp 51816 nha, phiên bản giới hạn 028. Hôm trước có cái giao lưu rồi, hôm nay còn cái giới thiệu cùng cả nhà mình ha. Cái này nó hoạt động trên nguyên tắc là thứ nhất là mình lên cốt ở đây. Đây để mà ngưng cái này lại để chỉ cho cả nhà mình sử dụng ha. Đầu tiên là mình về mình phải để cho nó bằng, cân bằng ở dưới này nó có bốn con ốc nha. Mình phải để một vị trí nào đó cho nó bằng. Bằng xong mình lên cốt. Mình lên cốt ở chỗ này, nó có một cái cây lên cốt ha. Và để lộ nguyên cái bộ máy phía ngoài cho cả nhà mình cùng xem luôn nha. Và mình lên cốt ha. Và mình máng một cái đầu lên trên ở phía trên. Đó. Ở trên này nó có một cái đầu ha. Và chiều cao tổng thể của cái đồng hồ này rơi vào khoảng là 52 cm. Và đế là tầm có khoảng là 15. Sau khi mình máng xong, sau khi mình máng cái đồng hồ này xong, mình chỉ dùng cái tay mình lắc nhẹ qua một cái là cái đồng hồ là nó lắc liên tục nha. Đó, nó sẽ lắc liên tục. Và nó sẽ lắc liên tục và bánh trục nó sẽ quay nha cả nhà ha. Đó, mình để bằng nha, mình phải để bằng nó mới lắc liên tục luôn ha. Và cái này mã số 1 đầu tiên, bên em có giá giao lưu với cả nhà mình á. Một cái đồng hồ lắc này á là có giá giao lưu với nhà mình 12 triệu đồng nha. Mình về mình để ở trên một cái vị trí nào đặt nó bằng thì nó mới lắc ha. Còn nếu mà đặt trên là nó không lắc, mình phải cân chỉnh nha. Rất là đẹp mã số 1 ngày hôm nay. Đây là một những siêu phẩm ha. Mã số 1 là 12 triệu đồng. Đây để em để gần bộ máy cho cả nhà mình cùng xem ha. Đó, nguyên cái bộ máy bằng đồng luôn nha. Rất là đẹp. Mẫu của Pháp 51816. Rất là đẹp. Đây là mã số 1 ngày hôm nay. Rồi, tiếp theo mã số 2. Mã số 2 thì bên này hôm nay thì bên em có sưu tầm được một cặp Thần Công Đại Pháo. Đó, một cặp này em quay từng cây nha, tại cái cây cân nó hơi, cái cây cân của em nó hơi nhỏ nên là em quay từng cây cho cả nhà mình cùng xem nha. Cái này là một cặp, một cái đầu tiên là nó có tổng dung lượng là khoảng 12,4 kg. Rồi cặp này tầm có khoảng là, một cặp này là có khoảng là 24-25 kg, chiều dài tổng thể là có khoảng là 51 cm và chiều cao tổng thể là có khoảng là 20 cm, bao gồm hai cây. Em quay một cây trước cho cả nhà mình cùng xem ha. Đây là cây đầu tiên nha. Chất liệu bằng đồng nguyên khối ha, mẫu của Pháp 51832. Chất liệu bằng đồng, tất cả đều bằng đồng nha cả nhà nha. Đây đó, quay từng cái cho cả nhà mình cùng xem ha. Đây được xem là một những sản phẩm rất đẹp ha. Mình về mình có thể là để bàn làm việc phòng khách nha. Đó, trưng bày thôi rất là ok luôn ha, rất là to. Đây là một cặp nha, em quay một cây đầu tiên trước rồi em để cây thứ hai lên cho cả nhà mình tiện theo dõi ha. Đó, đây là mã số 2 nha. Đây, một cặp rất là to, em để luôn lên một cặp nó quay đầu cho cả nhà mình tiện theo dõi ha. Đó, một cặp nó như thế này, một cặp là tổng trọng lượng là khoảng 24 kg, khoảng là 24 kg, gần 24 kg rưỡi. Đây đó, rất là to nặng nha cả nhà mình ha. Và một cặp này có giá giao lưu cả nhà mình mã số 2 ngày hôm nay, một cặp Thần Công Đại Pháo màu Canon 1832 có giá giao lưu với cả nhà mình là 10 triệu đồng. 10 triệu đồng cho một cặp Thần Công Đại Pháo ngày hôm nay. Đây là mã số 2. Rồi, tiếp theo. Tiếp theo mã số số 3. Mã số 3 ngày hôm nay thì bên em có về được một cặp bàn ủi con gà nha, full đồng. Tất cả đều bằng đồng hết. Rất là to, rất là đẹp. Cả những con này cán bằng đồng luôn nha cả nhà ha. Đó, cặp này là cặp full đồng nha. Full đồng 1882. Bao gồm hai cái. Đem quay cận cảnh cho cả nhà mình cùng xem ha. Tổng trọng lượng là 15 kg 2. Đây. Đặc biệt là full đồng luôn nha. Bên đây là có một con gà được gấp nổ, một con gà rất là đẹp ha, cán bằng đồng luôn, tất cả đều cán bằng đồng, một con trống, một con mái, con đây mái ha, con này trống, chất liệu bằng đồng, full đồng hết luôn nha cả nhà ha. Và một cặp như thế này có giá giao luôn với cả nhà mình là 7 triệu rưỡi cho một cặp bằng ủi full đồng luôn ha.
Đây mở trong cho nhà mình cùng xem nha. 51832. Tất cả đều đồng hết. Bao gồm một con trống, một con máy. Đây là mã số 3 ngày hôm nay, 7,5 triệu. Rồi, tiếp theo mã số 4. À, mã số 4 của ngày. Ngày hôm nay thì bên em có được một con hổ ha, một con hổ vạn sự như ý cho mã số 4. Đó, một con hổ chất liệu vận đồng, vạn sự như ý. Đây cả nhà cùng xem ha. Con hổ này đây, chất liệu đều vận đồng hết nha. Ở đáy nó có chuyện luôn ha. Quay một vòng cho cả nhà mình xem nha. Mã số 4 ngày hôm nay là con hổ vạn sự như ý chất liệu vận đồng. Và con hổ này tổng trọng lượng là khoảng 2,1 kg. Và chiều dài tổng thể của hổ vạn sự như ý là rơi vào khoảng là 18 cm. Và chiều cao là có khoảng là 17. Chất liệu vận đồng và có giá giao lưu cả nhà mình là 1,6 triệu. 1,6 triệu cho mã số 4 của ngày hôm nay. Rồi tiếp theo mã số 5. Mã số 5 của ngày hôm nay là có được một tượng Phật chất liệu vận đồng. Đây là một tượng Phật là Thiên Thủ Thiên Nhãn nha, nghìn tay nghìn mắt, chất liệu vận đồng rất là đẹp. Và tượng này có chiều cao tổng thể là có khoảng là 26, rồi bề ngang tổng thể là có khoảng là 15. Chất liệu vận đồng nha các em ha. Đây là mã số 15 ngày hôm nay. Đó. Để gần nha anh xem ha. Tượng này có giá giao lưu với cả nhà mình là 1,5 triệu nha, 1,5 triệu cho tượng này ha. Đây là mã số số 5. Rồi tiếp theo mã số 6 của ngày hôm nay. Mã số 6 thì em còn được một tác phẩm là chuột bắp. Đó, một chú chuột bắp ha, chất liệu bằng đồng. Chiều cao tổng thể là có khoảng là 15. Rồi bề ngang tổng có khoảng là 6,5 cm. Đây, cả nhà mình cùng xem ha. Nguyên một trái bắp nha, có những chú chuột, trên này có túi tiền nữa ha. Ở đây có chuyện luôn. Tác phẩm này có giá giao luôn cả nhà mình 900.000 cho tác phẩm chuột bắp ở mã số 6 ngày hôm nay. Xem không rõ hoặc là có thể kết bạn Zalo bên em chụp hình gửi thêm cho cả nhà mình ha. Đây là mã số 6. Rồi mã số 7. Mã số 7 ngày hôm nay là em có được hai cái trống đồng xưa nha. Một cái hai cái xây khác nhau. Đó, bao gồm một cặp như thế này. Một cái lớn á, đường kính mặt á là tầm có khoảng là 18,5, chiều cao là có khoảng là 14. Cái nhỏ đường kính là có khoảng là 13,4 và chiều cao là 11. Và cái lớn á có giá giao lưu với cả nhà mình là 2,5 triệu. Trên này có những chú cóc qua văn cả nhà cùng xem ha. Trống đồng xưa nha. Rất là đẹp. À, cái lớn là 2,5 triệu, còn cái nhỏ là 1,800 triệu. Đây, trống đồng xưa nha cả nhà ha, hai mẫu khác nhau. Một mẫu xây hơi to, một cái xây hơi nhỏ hơn chút ha. Đây là mã số 7 ngày hôm nay. Rồi, tiếp theo mã số 8. Mã số 8 hôm nay thì bên em còn được một bộ tượng về bên đạo ha. Tượng cha, tượng mẹ. Mã số 8. Thì tượng nước cha ha, tượng nước mẹ và chính giữa là một cái cây thánh giá chất liệu vận đồng. Đây cả nhà mình cùng xem. Một bộ như thế này có tổng trọng lượng là khoảng 4,3 kg. Đó, và chiều cao tổng thể cái thánh giá là cao có khoảng là 31, tượng chúa là cao có khoảng là 29 cm, tượng nước mẹ là cao khoảng 29 cm. Chất liệu vận đồng nha cả nhà ha. Và chọn một bộ như thế này, bên em có giá giao lưu với cả nhà mình là một bộ là 3,8 triệu cho một bộ như thế này ha. Chọn bộ để cả nhà mình có thể sưu tầm về nha. Rất là đẹp ha. Chọn bộ mã số 8 của ngày hôm nay. Rồi tiếp theo mã số 9. Mã số 9 của ngày hôm nay thì bên em còn được một cặp vàng ủi năm 1908 full đồng luôn. Hôm nay có hai cặp vàng ủi rất là đẹp, đi giới thiệu cùng cả nhà mình ha. Đây là mã số 9 nha. Hai bên là có hai con rồng. Tất cả đều full đồng luôn nha. Cho mã số 9 của ngày hôm nay. Cặp này tổng trọng lượng là 15,3 kg. Đó, bao gồm hai cái, một con này con trống, con này con trống, con này con mái, chất liệu vận đồng. Đây hai bên là nó có hình ảnh con rồng, rồng nổi nha cả nhà ha. Rồng được đắp nổi nha, đặc biệt là cán cũng bằng đồng luôn. Tất cả đều đồng hết. Rất là ít gặp nha, những cái bằng full đồng luôn là ít gặp ha. Một cặp bao gồm hai cái, một con trống, một con mái. Đây. Quay cận cảnh cho cả nhà cùng xem ha. Một cặp này về là sưu tầm là có trống có mái luôn nha. Năm 1908. Năm 1908 là hai bên là có hai con rồng nổi nha. Đây, ở trong nè.
ở trong nó còn có chữ là 1908 luôn nha cả nhà ha, cả trên con gà cũng có luôn nha. Và chọn bộ một cặp như thế này cũng có giá giao luôn cả nhà 7,5 triệu. Cặp này rất là nặng, full đồng, tổng trọng lượng là khoảng 15,2 kg cho mã số 9 của ngày hôm nay. Rồi chúng em mã số 10. Mã số 10 thì bên em còn được một con hổ nha. Đó. Một con hổ rất là to. Một con hổ đứng trên một cái bệ đá, tổng trọng lượng là khoảng 5,4 kg. Rồi chiều cao tổng thể là có khoảng là 27. Bề ngang là có khoảng là 20-25. Chất liệu bằng đồng. Đây nguyên một con hổ đây. Đó, hổ ha. Đây là mặt sau đây, các nhà cùng xem ha. Và mã số 10 này. Tượng này là ở đáy có chuyện luôn nha cả nhà mình ha. Và có giá giao lưu cả nhà mình là 2,4 triệu nha, cho một con hổ rất là to ngày hôm nay. Mã số 10 nha, 2,4 triệu. Rồi tiếp theo mã số 11. 11 thì bên em còn được con rồng. Đó. Một con rồng đứng trên đáy rất là to ha. Một con rồng ngày hôm nay. Con rồng này tổng trọng lượng là khoảng 4,3 kg. Rồi chiều cao tổng thể là có khoảng là 27. Rồi bề ngang. Bề ngang là có khoảng là 26, chất liệu bằng đồng. Nguyên một con rồng ha, tổng trọng lượng là 4,3 kg. Đây. Cả nhà mình xem không rõ thì kết bạn Zalo bên em ha, để có thể gọi trực tiếp cho cả nhà mình cùng xem nha. Kênh của em là Đồ Cổ Cần Thơ và địa chỉ của em là đường số 4 trung tâm ngoại huyện Phong Điền, thành phố Cần Thơ ha. Tác phẩm này có giá giao lưu với cả nhà mình là 2,4 triệu luôn nha. Một con rồng rất là to ngày hôm nay ha. Rồng đứng trên một cái đế rất là đẹp. Ai tuổi rồng hoặc là rồng mình có thể để trên bàn nha. Quyền lực sức mạnh ha. Đây là mã số 11. Rồi mã số 12 ngày hôm nay thì em còn được một cặp kèn kem mút nha. Đó, một cặp kèn kem mút hay gọi là kèn xe đạp ha. Chiều cao tổng thể là có khoảng là 17. Rồi đường kính miệng là 7 cm. Đây. Kèn kem mút hoặc là kèn tiếng heo ha. Ngày hoặc là kèn ghe hàng. Cặp này còn tiếng rất là hay nha. Có giá giao lưu cả nhà mình 600.000 cho mã số 12 của ngày hôm nay. Rồi tiếp theo mã số 13. 13 thì bên em còn được một chiếc thuyền bơm ha. Thuận bơm xuôi gió nha. Xuôi chèo mát máy, thuận bơm xuôi gió ha. Mã số 13. Tổng trọng lượng là khoảng 3,1 kg và chiều cao tổng thể. Chiều cao tổng thể là có khoảng là 23. Rồi bề ngang tổng thể là có khoảng là 28 cm, chất liệu bằng đồng. Một chiếc thuyền rồng ha, thuận bồm xuôi gió. Và có giá giao lưu với cả nhà mình 1,7 triệu nha, cho mã số 13 của ngày hôm nay. Mã số 13 ha. Tổng trọng lượng là 3,1 kg, mã số 13. Rồi tiếp theo mã số 14. 14 ngày hôm nay là một cặp gà ha. Đó, một cặp gà trống nha. Gà trống đứng trên đế ha. Tổng trọng lượng là khoảng 2,4 kg. Rồi chiều cao tổng thể là 20. Rồi bề ngang tổng thể là có khoảng là 14 cm. Một cặp như thế này có giá giao lưu cả nhà 1,4 triệu ha. 1,4 triệu cho mã số 14 của ngày hôm nay. Xem được đừng tiếc cho em xin một like, được đăng ký kênh cả nhà nha. Đây là mã số 14. Rồi tiếp theo mã số 15. 15 là một cặp hổ ha. Đó, một cặp hổ đồng. Cặp hổ này nhỏ nhỏ xinh xinh nha. Hổ này tổng trọng lượng là khoảng 1,8 kg. Rồi chiều dài tổng thể là có khoảng là 24 cm. Rồi chiều cao là cơ bản 7 cm ha. Rồi có giá giao lưu với cả nhà mình cặp hổ này là 1,2 triệu. Cặp hổ trên lưng này có chữ như có nguyên một cái sâu tiền chạy dài cả nhà ha. Đây là mã số 15. Rồi cái này mã số 16 của ngày hôm nay. Mã số 16 ngày hôm nay một cái cây bút. Đó, một cây bút rất là to. Cây bút trên đây là có chạm hình rồng phụng nghe cả nhà ha. Rất là to nha. Và cây này tổng trọng lượng là khoảng 4,8 kg. Rồi chiều dài tổng thể là có khoảng là 45 cm. Chiều cao tổng thể là có khoảng là 20-24. Và vành đế là tầm có khoảng là 34. Và có giá giao lưu với cả nhà mình đó là 2,9 triệu. Cây bút rồng nha, rất là to. Chất liệu đồng ha. Rất là to khủng nha. Đây là mã số 16. Rồi tiếp theo mã số 17. 17 của ngày hôm nay là một cặp lân rất là to khủng nha. Đây. Cặp lân rất là to. Lâu lắm rồi mới có một cặp lân to như vậy để giới thiệu cùng cả nhà mình ha.
Đây, em cố gắng để hết trên cái cân vô quay cho cả nhà mình cùng xem ha. Đây là mã số 17 đó. Cặp này tổng trọng lượng là khoảng gần 18 kg. Đây cả nhà mình cùng xem nha. Cặp lân này là cặp lân ở trên cái đế, đứng trên một cái đế vuông, một bên ở đây đạp trâu, một bên là đạp bóng ha. Một quả bóng, một bên đạp bên một con lân con. Tổng trọng lượng là 18 kg cho một cặp như thế này. Và bề ngang tổng thể là có khoảng là 19 cm. Rồi chiều cao là gần 42. Chất liệu vận đồng, chất liệu vận đồng xưa nha. Đó, một cặp lân trên một cái đế rất là đẹp. Đây em quay mặt sau cả nhà, mặt bên cho cả nhà mình cùng xem ha. Đó, đây là mã số 17 nha. Đây là mặt sau đây. Và đế đều có chuyện ha. Và một cặp như thế này có giá giao luôn cả nhà mình là 10 triệu đồng nha. 10 triệu đồng cho một cặp lân đế vuông rất là to khủng của ngày hôm nay. Đây là một những sản phẩm ít có gặp trên thị trường ha. Đây là mã số 17, cặp lân nha. Rồi, tiếp theo mã số, rồi tiếp theo mã số 18 của ngày hôm nay thì bên em có về được một bộ lư đồng trúc để giới thiệu cùng cả nhà mình. Lư trúc Quá Long nha. Đó, một bộ đỉnh, bộ đỉnh trúc em có cân sẵn cho cả nhà mình rồi ha. Một bộ đỉnh trúc này á, thứ nhất là con rồng chiều cao lên có khoảng 51 cm, và bộ đỉnh á, bộ đỉnh là cao là có khoảng là 55 gần 56 ha. Chất liệu bằng đồng, đã được vệ sinh chùi sáng bóng lại rồi cả nhà ha. Cái này là cũ em vừa đánh lại nha. Toàn bộ là hàng thủ công, tay gời hết nha. Bộ này nặng có khoảng 19 kg. Đây cả nhà cùng xem ha. Đó, tay này là tay gời luôn nha. Đặc biệt là hai bên là hai con đây, con rồng ha, trúc Quá Rồng ha. Một bộ như thế này bên em có giá giao luôn cả nhà mình là 14 triệu đồng. 14 triệu đồng cho một bộ lư đồng trúc ha. Rồi tiếp theo mã số cuối cùng là mã số 19 của ngày hôm nay thì bên em có một bộ lư đào Nam Bộ nha. Miền Nam mình thì có một bộ lư đào ha. Đó, một bộ lư đào này cũng rất là to của ngày hôm nay, cân được là có khoảng là 19 kg. Hai bên là có hai quả đào đây, em vừa đánh bóng xong nha cả nhà ha, rất là đẹp nha. Và sau đây là chiều cao cho cả nhà mình xem ha. Về cân nặng là khoảng 19 kg. Rồi, chiều cao của cái đỉnh á, đo tới con lân là 69 cm. Rồi, chân đèn thì cao tầm có khoảng là 52, trọn bộ là 19 kg. Chất liệu bằng đồng, bộ lư đào nha. Bộ này cũng rất là lớn ha, để những cái bàn thờ lớn mới được nha cả nhà mình nha. Và bộ này có giá giao lưu với cả nhà mình á, một bộ như thế này là 9 triệu đồng. 9 triệu đồng cho mã số cuối cùng của clip ngày hôm nay. Cảm ơn cả nhà đã ủng hộ kênh Đồ Cổ Cần Thơ của em trong thời gian qua. Xem được đừng tiếc cho em xin một like, đừng đăng ký kênh cả nhà nha. Rồi, xin chào, hẹn gặp lại cả nhà vào clip sau những sản phẩm đẹp độc và lạ hơn ha. Rồi, xin chào, hẹn gặp lại.